Không nói không biết, hiện giờ ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt có nhiều bộ phim truyền hình mới nhất để kỷ niệm đài TVB như Bác sĩ Nhi Khoa và Hoang đổi trong tướng, và đồng bộ các phim tập để bạn xem miễn phí. Không chỉ xem trên YouTube mà có thể tải xuống ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt ngay bây giờ. Càng xem nhiều càng thích thú. Chỗ gãy là chỗ gãy, mắt đền mắt, răng đền răng. Nó đã làm cho người khác mang tật thế nào thì người ta cũng sẽ làm cho nó như vậy. Kinh Thánh sách Lê Vi. Chẳng lại một điểm quy sở, mới chỉ hư hướng hoàn hữu truy trở. Tuyệt lộ năng lại qua, bất sự yêu hình trung mô nhân. Mùi chúc phó mai trong hát ngập bất kiên quang, chiều hằng biên gai chân lầu phong. Trong mong hoang hậu hát, thù qua thiên mong cực trông, bị quân bóng. Mai trong nhà chạy bất yêu cầu, ngập lại đâu yêu chân trình phản công. Hồ sôi tươi chân con, sôi yêu cưới trình. Sao ngừng lại vậy? Chưa chết mà, tiếp tục đi. Bôi thêm một phát nữa. Sắp chết còn muốn cướp súng của tao. Khốn kiếp! Ông Ngụy, đâu phải tôi chưa từng thủ tiêu cho ông. Lần đầu tiên làm thì tôi sợ, nhưng lần sau có thể cho tôi chút cơ hội giằng co hay không? Như vậy mới chứng tỏ tôi có thành ý chứ. Coi như tôi đã suy nghĩ nhiều, làm nhiều chuyện quá, nhưng mà làm tốt lắm. Đặng Ngụy đức tính làm. Tôi không sao đâu. Chúng ta làm nội gián lúc nào cũng như vậy mà. Chúng ta đã xác định trước, làm nội gián luôn phải chết mà. Tôi không sao, tôi chịu đựng được mà. Sếp Trác, Hứa Khải Phát chết rồi phải không? Hắn chết rồi, tức là anh Lạc đã trả được thù. Anh Lạc đã hoàn thành tâm nguyện của ảnh rồi, có phải không? Cậu Lạc đã hoàn thành tâm nguyện của cậu ta. Bây giờ cậu ta có thể dừng lại nghỉ ngơi rồi.
Không phải, không phải như vậy đâu. Cậu ta bỏ rơi chúng ta bấy lâu, cuối cùng có thể quy đội rồi. Không có đâu, anh không có quy đội. Anh ấy đã bỏ rơi tôi, anh ấy đã bỏ rơi chúng ta. Anh không có quy đội. Thiên đường không có tìm cô phải không? Từ thiên đường nhất định biết đã xảy ra chuyện gì. Mày, alo, sếp Trạc, Đàm Quang Hỷ, tới từ các bộ chuyến, có chút chuyện quan trọng cần tìm anh. Sếp Trạc, vừa đúng lúc, thức ăn mới dọn lên bàn thôi. Chúng ta không phải là bạn ăn cơm. Hôm nay tôi không có tâm trí đùa với ông. Có gì mau nói đi. Trên bàn bày 7 món ăn. Có lẽ anh hiểu là ý gì. Tôi chúng ta không phải là bạn. Nhưng hôm nay chúng ta có một người bạn đột ngột ra đi. Chúng ta ngồi xuống ăn bữa cơm với cậu ta đi. Cũng không đến nỗi quá đáng mà. Cậu Lạc, cậu làm tốt lắm. Xác định được mục tiêu, nói làm thì làm. Giết chết Hứa Khải Phát, một người giải quyết được toàn bộ tập đoàn rửa tiền. Tôi thì hoàn toàn trái ngược. Tôi đã nói với cậu cùng đi trả thù, nhưng tôi không làm được gì hết. Tôi không thể bảo vệ cậu, không cứu được cậu. Tôi cũng làm không tốt. Cậu Lạc là nội gián dưới trướng của tôi. Đúng là tôi có thể tìm thêm con đường sống cho cậu ta, nhưng tiếc là cậu ta đã chọn theo ông, không phải tôi. Bữa tiệc cuối cùng đáng lý phải ăn chay, nhưng tôi không kèm được. Tôi đã làm những món cậu ta thích ăn. Con người của cậu ta ngộ lắm. Mì xào tôm hùm, cậu ta thích ăn mì xào. Miếng sò điệp, cậu ta thích ăn miếng xào. Thích ăn tôm luộc hơn là ăn tôm tích. Có phúc cậu ta không hưởng, cuộc sống sung sướng cậu ta không chịu sống. Nam nhi đại trượng phu, ân thù rõ ràng, cậu ta là loại người đó. Ông hiểu cậu Lạc hơn cả tôi mà. Tuy anh đã phái cậu ta tới, nhưng mới lâu ở bên cạnh tôi. Có điều cậu ta có nghe anh nói, cậu ta không phải giết người xong rồi thôi. Cái này là điện thoại của Trương Tuyết Tình, trong đó có nhật ký điện thoại của cổ và Hứa Khải Phát, với lại những file đã bị gài mật mã. Cậu Lạc đã mở hết rồi. Trong đó có chứng cứ kẻ biên chất mạo nhận là nội gián. Ừ,
Từ Thiên Đường, tại sao anh không nghe điện thoại? Anh cũng không thể có chuyện. Từ Thiên Đường, Từ Thiên Đường, anh biết anh lạc đà. Đừng có uống nữa. Anh có nghe tôi đang nói gì hay không vậy? Từ Thiên Đường, có phải anh đã biết anh lạc chết rồi hay không? Anh trả lời tôi đi. Có phải anh đã biết anh chết rồi, có phải không? Anh trả lời đi. Tỉnh lại đi, tỉnh lại đi. Anh hãy nói cho tôi biết, lúc anh lạc chết, có phải anh đã nhìn thấy không? Lúc anh lạc chết, có phải anh ở hiện trường hay không? Anh trả lời đi. Anh nói cho tôi biết đi. Anh biết mà. Anh nói cho tôi biết đi. Anh lạc chết như thế nào vậy? Tại sao lúc anh lạc chết anh không cứu ảnh chứ? Tại sao vậy? Tại sao? Tại sao anh đứng nhìn ảnh bị người ta giết chết hả? Tôi không chỉ đứng nhìn ảnh bị người ta giết chết, chính tôi đã nổ súng bắn chết ảnh đó. Chính tôi đã nổ súng bắn chết ảnh. Không đâu. Tại sao? Tại sao anh giết chết ảnh? Tại sao lại giết chết ảnh? Tại sao? Tại sao anh giết chết anh em của anh? Anh nói đi. Tại sao lại giết chết ảnh? Tại sao lại giết chết ảnh hả? Tại sao? Có người dùng súng chỉ vào đầu tôi. Tôi không được lựa chọn. Tại sao anh giết ảnh? Tại sao giết ảnh? Anh là anh em của anh mà, anh có thể giết ảnh được sao? Tại sao lại giết ảnh? Tại sao giết ảnh? Tại sao? Đền ảnh lại cho tôi đi. Đền ảnh lại cho tôi đi. Tại sao vậy? Tại sao? Tôi cũng không muốn mà. Tôi cũng không muốn. Tôi không được lựa chọn. Tôi không được lựa chọn. Tôi không được lựa chọn. Tôi cũng không muốn giết ảnh. Không được lựa chọn. Tôi không muốn mà. Từ Thiên Đường, từ nay đừng bao giờ để tôi nhìn thấy anh nữa. Sân phận gọt xích trời sẽ hủy hợp nê. Sự yêu phản hiểm như chuyện mong thôi bi. Yên nói mình suy cho xe. Yên phận bình tĩnh cùng đi phong cảnh như nhật kỳ. Sự thần kinh sân hậu suy hướng hoàng bình đẳng. Không có đâu. Không có đâu. Tại sao? 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 Tại sao?
Kiểm tra hết rồi, không có vấn đề gì đâu. Cô nghỉ ngơi thêm một lát đi. Nếu cảm thấy tinh thần ổn định thì có thể nhận thuốc về nhà. Ngất xỉu ngoài đường như vậy nguy hiểm lắm. Cũng may chỉ bị đập đầu nhẹ thôi. Nếu đang qua đường mà ngất xỉu thì có chuyện ngay. Cho nên cô đừng có bỏ ăn bỏ ngủ nữa. Còn nữa, mấy ngày tới nếu cảm thấy không khỏe thì lập tức quay lại đây. Lúc nãy cô ngất xỉu ngoài đường sao? Có chuyện gì gấp đến nỗi nhất định phải đích thân nói với tôi chứ? Sếp Trang, là Từ Thiên Đường đã giết chết anh Lạc. Cô tìm hiểu kỹ chưa vậy? Chính Từ Thiên Đường đã nói cho tôi nghe. Có phải cậu Ninh có chút việc phải báo cáo với người liên lạc này không? Sếp đã gặp người đẹp rồi, tức là đã biết hết rồi. Tôi không lặp lại nữa. Tôi muốn nghe cậu nói lại lần nữa. Phải, tôi đã giết chết cậu Lạc, vậy được chưa? Giữa người liên lạc và nội gián quan trọng nhất là tin tưởng lẫn nhau. Tôi đã từng không tin cậu, tôi sẽ không phạm sai lầm tương tự. Làm việc với cậu bấy lâu, trác khải này có thể bảo đảm Từ Thiên Đường đây không phải hạng người như vậy. Cậu không bao giờ vì giữ mạng sống hy sinh anh em đã cùng cậu giàu sinh ra tử. Thiên Đường, nói cho tôi biết, người liên lạc chính là công dụng như vậy. Tôi bị người ta bắt đi gặp Ngụy Đức Tính. Tôi không chỉ gặp hắn, tôi còn nhìn thấy cậu Lạc nữa. Sau khi cậu Lạc giết Hứa Khải Phát, đã bị Ngụy Đức Tính bắt về, đánh đến trọng thương. Sau đó Ngụy Đức Tính móc khẩu súng ra, hắn nói với tôi, kêu tôi bắn chết cậu Lạc. Hắn nói nếu tôi không bắn chết cậu ta thì tôi chính là nội gián. Cậu Lạc đã nhìn tôi không nói gì, nhưng tôi nhận thấy ánh mắt của cậu ta. Cậu ta nói cho tôi biết phát súng này nhất định phải bắn, bởi vì trước đó chúng tôi đã thỏa thuận rồi. Hay lắm, hôm nay có thể cùng anh lên đây ngắm cảnh và uống bia. Ra ngoài thì không thể nói như vậy nữa. Anh ở Phúc Hòa, tôi ở Trường Hưng. Đến lúc đó lại đấu đá lẫn nhau. Đành chịu thôi, không cùng băng hội còn là đối thủ nữa. Quay lưng đi. Kêu tôi giết anh hay kêu anh giết ngược lại tôi cũng không lại gì. Làm nội gián đã xác định rồi, đúng là phải dùng sinh mạng để liều mà. Nhưng mà nếu như phải chết trong tay máy bay hay đại quy thì chết trong tay của anh cũng được lắm chứ, xứng đáng lắm. Vậy tôi cũng thà là chết trong tay của anh, đỡ hơn bị tên Sai Phin vô danh tiểu tốt đó hạ gục. Nói thật nha, nếu như một ngày nào đó tôi và anh đều phải bất đắc dĩ hạ gục đối phương, hứa với tôi đừng nương tay. Có nghĩa là nếu Quan Hỷ thử anh, kêu anh giết tôi, vì hoàn thành nhiệm vụ nội gián, anh cũng sẽ làm. Đúng vậy. Nếu Ngụy Đức Tính muốn thử anh, kêu anh hạ gục tôi, cũng nhớ đừng chần chừ. Được thôi, nói thì phải giữ lời. Mất công lúc anh giết tôi, đến khi tôi giết anh lại rút lui.
Được thôi, để coi sao. Để coi sao. Chính vì trước đó chúng tôi đã thỏa thuận, cho nên đến cuối cùng tôi bắn một phát vào bụng của anh. Cậu bắn vào bụng không thể chiếm được niềm tin của Ngụy Đức Tính, cho nên anh Lạc đã cứu vãn giùm tôi. Anh xong tới cướp súng của tôi, chĩa vào ngực của anh, dùng ngón tay của anh đè lên tay của tôi, bóp cò bắn vào ngực của anh một phát. Rõ ràng là tôi đã hứa với ảnh, nhưng tôi thật sự không làm được. Tôi không chỉ bắt ảnh cứu vãn giùm cho tôi còn bắt ảnh phải chịu thêm một phát của tôi nữa. Không liên quan tới cậu. Đổi ngược là cậu Lạc. Cho dù là tôi, không ai có thể bắn được phát súng này. Đặng Ly, lúc đó tôi nên cầm khẩu súng bóp cò bắn chết Ngụy Đức Tính. Cho dù tôi không bóp cò, anh Lạc cũng đã chết vì tôi. Chính tôi đã hại chết ảnh. Tôi biết tìm đâu ra anh Lạc đi đền lại cho người đẹp đi. Tôi chẳng thà kẻ chết là tôi đi. Đừng có trách bản thân nữa. Sếp Trác, sếp không phải là tôi nên sếp không hiểu. Cậu quên Túc Long rồi sao? Tôi tuyệt đối hiểu rõ. Không ai hiểu rõ hơn tôi. Sao có những thỏa thuận đó chứ? Anh cảm thấy bản thân mình quay lắm, có phải không? Tại sao anh không trân trọng sinh mạng của mình? Lạc Thiếu Phong, nếu là người khác giết anh, em có thể trả thù giùm anh. Bây giờ người đó là Từ Thiên Đường, anh kêu em làm sao đây? Anh có nghĩ đến em không? Anh có nghĩ đến Thiên Đường không? Anh kêu em làm sao tha thứ cho Thiên Đường? Anh kêu em Thiên Đường làm sao tha thứ cho bản thân chứ? Từ Thiên Đường, anh đứng yên đó. Tôi xin lỗi, tôi không nên đi con đường này để cô nhìn thấy. Lúc nãy tôi đã tới nhà anh Lạc. Tôi cảm thấy rất giận, rất giận. Cho nên tôi rất muốn đập bể cái nón bảo hiểm của ảnh. Không hiểu tại sao tôi có giải ngộ ra được điều gì đó. Tôi cảm thấy hình như ảnh có chuyện muốn nói với tôi. Muốn nói gì chứ?
anh Lạc chính là cái nón này. Ảnh chẳng thà để bản thân mình bị trầy, bị xước. Ảnh cũng bảo vệ chúng ta, không để chúng ta bị thương. Nếu như người đó là Từ Thiên Đường, anh cũng muốn làm cái nón này, có phải không? Cho nên anh không có lỗi với ảnh, anh không có lỗi với tôi. Chẳng qua là xâm sinh tử, rút nhầm ảnh thôi. Tôi chẳng thà người rút nhầm xâm tử là tôi, không phải ảnh. Đủ rồi, Từ Thiên Đường, anh Lạc đã chết rồi. Anh Lạc đã chết rồi. Anh Lạc đã chết rồi. Anh vì bảo vệ hai chúng ta cho nên mới chết. Bây giờ hai chúng ta đều còn sống. Nếu anh cảm thấy anh nhất định phải chết mới không hổ thẹn với ảnh, bây giờ anh chết trước mặt tôi đi. Kẻ hại chết anh Lạc là Ngụy Đức Tính. Là Ngụy Đức Tính. Là Ngụy Đức Tính. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. $500 triệu. Tất cả đều ở đây. Cho sau khi ông Bành Mã từ Ô Tư Nhĩ bay qua đây, bạn lưu một số chi tiết sẽ có thể chuyển qua bển. Số này là 500 triệu tôi tìm về cho anh. Tôi nhớ anh từng nói anh còn có thêm 500 triệu. Đúng vậy. Đây là chuyến đầu tiên, chuyến thứ hai sẽ mau chóng tới. Ê, người bên dưới của anh hình như xảy ra chuyện gì đó không biết. Ông Ngụy, nếu có chuyến thứ hai phải sắp xếp sớm hơn. Không cần phải quá lo, lần này không cần làm phiền anh nữa, tôi sẽ có sắp xếp. Cho dù không có kẻ biến chất giúp anh, anh cũng có cách của anh. Quý to, càng lúc tôi càng ngưỡng mộ năng lực cá nhân của anh. Cảm ơn anh Kim. Anh Hoa Hỷ. Ông Giang Ly. Để tôi giới thiệu, người này mới bay từ Ô Tư Nhĩ qua đây, là người có trí tuệ nhất của bên Hắc Bang đó, ông Ba Ma, ông Bành Mã. Còn người này là người lãnh đạo của bang hội Phúc Hòa ở Hồng Kông, ông Đàm Quang Hỷ. Hân hạnh được gặp được ông Ba Ma. Chào ông Đàm, tôi cũng biết một chút tiếng Quảng Đông. Ngủ đi. Nè, ngủ. Cường tóc quăng. Dạ. Ông kêu nhà bếp dọn lên. Dạ anh Quang Hỷ. Tây Công không chỉ là một vùng đất đẹp, còn kết nối các mạng lưới buôn lậu hoàn chỉnh nhất Đông Nam Á. Tôi cũng nghe ông Giàng Lý nói rồi, mạng lưới buôn lậu của ông rất là tinh vi. Không biết ông chuyển tiền qua Ô Tư Nhĩ thời gian mất bao lâu? Trước sau 4 ngày. Chà, hoàn hảo. Vậy thì có bao nhiêu đô la thì cứ chuyển bấy nhiêu đô la ha? Bao nhiêu tôi cũng nhận hết.
ông biết không, chẳng những kiếm được phí thủ tục gấp đôi, trong đó còn có rất nhiều lợi lộc nữa kìa. Tôi và ông Vạn Lý đã chuẩn bị sẵn 500 triệu đô la Mỹ rồi. Tuyệt vô cùng. 500 triệu tôi nhận hết tất cả. Cảm ơn nhiều nè. Chúng ta hợp tác vui vẻ. Cạn. Giám đốc, ngồi xuống mới nói. Cũng nhờ anh giao điện thoại của Trương Tuyết Tình về đây, tôi mới biết Hứa Khải Phát, à không phải, là Triệu Quang Hào đã to gan đến nỗi mạo nhận là nội gián. Xác định rồi sao? Chúng tôi khám nghiệm một cái xác, đặc trưng và ADN răng của hắn đều không phải là bản thân Hứa Khải Phát, trái lại là Triệu Quang Hào. Có tiền án, có hồ sơ, thi thể hoàn toàn trùng khớp với hắn. Có thể là Triệu Quang Hào thay đầu đổi mặt, lợi dụng thân phận nội gián của Hứa Khải Phát để quay về ngành cảnh sát, sau đó lên như diều gặp gió. Vậy số biến chất còn lại có phải cũng vậy không? Triệu Quang Hào chỉ lợi dụng chức vụ, lợi dụng cơ chế thay đổi thân phận trong hành động nội gián, bịa đặt dựng chuyện hồ sơ của một số nội gián, mang một số xã hội đen thật thụ, coi như là nội gián thật sự, triệu tập về ngành cảnh sát. Vậy thì hắn đã tạo ra một mạng lưới biến chất do hắn khống chế. Thực tế đó không phải là cảnh sát của cảnh sát, không ngờ là ở trong ngành của chúng ta bấy lâu. Anh Khải, cũng may anh phát hiện ra. Không phải tôi phát hiện, là anh Quyền phát hiện. Chẳng qua tôi giúp ảnh hoàn thành nhiệm vụ còn dang dở thôi. Quy Đức Tính ở Trường Hưng đã dùng kẻ biến chất làm việc, vẫn chưa buộc được tội của hắn. Và Sấp Lê còn nội gián đang làm việc ở trong Trường Hưng. Chúng ta phải bắt hết bọn chúng mới có thể nói là hoàn thành nhiệm vụ dùng Sấp Lê. Tôi hiểu. Vậy thì Quy Đức Tính giao lại cho anh, chúng tôi chờ mọi người quy đổi. Yes sir. Scarlett, xin lỗi nha, hẹn cô tới còn bắt cô phải đợi tôi nữa. Không sao. Anh tới trễ, tôi mới có thể ngắm nhìn hoàn cảnh xung quanh. Còn không thì nếu không có quả bom trong đầu tôi nhắc nhở tôi đời người ngắn ngủi, tôi cũng không biết sống cho hiện tại. Nhưng mà tôi sợ hôm nay hẹn cô ra nói những chuyện này sẽ làm tâm trạng của cô không vui. Cho dù là vậy, tôi cũng phải biết, đúng không? Đức Tính có nhắc tới cô Mẫn với cô không? Không. Anh sợ cô Mẫn thật sự ấn nút kích nổ đó, cho nên dựa theo ý cổ không dám hành động bừa bãi. Tôi đã gặp cô Mẫn. Cô Mẫn là nội gián, nội gián của cảnh sát. Cổ là một nội gián bị bệnh nan y. Cổ muốn dùng những năm cuối đời của mình dùng thủ đoạn khác thường đối phó đám tội phạm, cho nên xúi giục Quỳ Đức Tính và Đàm Quang Hỷ muốn ôm bọn họ chết chung. Cho nên tôi cũng phải chết. Tuy Ngụy Đức Tính không biết cổ là cảnh sát, nhưng biết cổ có ý đồ. Cô Mẫn, cổ muốn tranh thủ khoảng thời gian còn lại của cổ để hoàn thành kế hoạch, cho nên đã lợi dụng cô bảo vệ mạng sống của cổ. Nhưng bây giờ cổ không còn nhiều thời gian nữa. Cổ đã hứa trả lại thiết bị kích nổ cho tôi. Bây giờ thiết bị đó đâu rồi? Cổ nói sẽ lấy lại cho tôi, nhưng mà sau đó không có tin tức, không tìm được cô ấy nữa. Có phải cổ nuốt lời không? Tôi cảm thấy cổ không có. Anh nghi ngờ Victor đã làm gì cổ à? Tôi muốn cô dò la anh ta. Anh Khải, không phải tôi giúp anh, mà là bấy lâu anh đang giúp tôi. Chuyện này vốn dĩ là chuyện của tôi, giao lại cho tôi đi. Tôi có cách có thể làm cho Victor nói thật trước mặt tôi. Cô Thi, cô muốn đi đâu? Không liên quan đến anh. Nè, trước khi chưa được ông Ngụy đồng ý, cô không thể đi bất cứ đâu. Tôi muốn đi đâu thì đi, không cần bất cứ ai đồng ý. Cô Thi, cô đừng làm tôi khó xử được không? Tôi đi đâu có quyền tự do của tôi. Anh có gan thì cứ cản tôi đi. Buông ra. Có chuyện gì vậy? Ông Nguyễn, xảy ra chuyện gì? Anh ấy không cho tôi đi. Một là dùng xích sắt xích tôi lại, hai là cầm súng bắt chết tôi đi. Lập tức xin lỗi cô Thi. Xin lỗi cô Thi. Tôi muốn đi. Scarlett, dù sao cũng cộng tác bấy lâu, cho dù cô muốn đi, có phải chúng ta nên cố gắng ngồi xuống nói chuyện với nhau không? Chẳng phải chúng ta đã nói rõ sẽ ở đây một thời gian sao? Tự nhiên sao lại đòi bỏ đi chứ? Nếu tôi bỏ đi như vậy, có phải nhất định sẽ chết không?
cô sẽ không chết. Tại sao? Chẳng phải cô đã biết hết rồi sao? Tôi muốn đích thân anh nói ra. Tôi sống hay chết, tôi nghĩ tôi có quyền biết. Giáo sư Dương đã cải tiến thiết bị kích nổ từ xa. Thiết bị trong đầu của cô mãi mãi bị ngắt mạch, mất tác dụng. Bây giờ cô Mẫn sao rồi? Không trả lời tức là đã chết rồi. Chính anh đã làm. Cô làm hại cô, tội lỗi rất thích đáng. Vậy còn anh? Anh không cảm thấy anh không làm hại tôi à? Tôi tưởng đâu anh là một người mãi mãi không làm tổn thương tình cảm của tôi. Nhưng thực tế tôi không có ý làm tổn thương cô. Nhưng anh đồng loạt hủy hoại hết tất cả những gì chúng ta cùng xây dựng, niềm tin và tôn trọng. Đúng ra chúng ta đã dừng lại ở giai đoạn đẹp nhất, nhưng anh đã phá hoại tất cả mọi thứ. Phải không sai? Tôi đã làm một chuyện dại dột. Cả đời tôi chỉ làm chuyện dại dột này thôi. Tôi ngốc đến nỗi tưởng đâu có thể nói một chuyện giả dối gạt được cô suốt cả cuộc đời. Nhưng mà tôi nói dối chuyện này chính vì không muốn cô phải bỏ đi thôi. Scarlett, ở lại đi. Còn không thì nếu tôi có thể làm bất kỳ chuyện gì làm cho cô ở lại, chuyện gì tôi cũng sẽ làm. Anh nói gì làm gì cũng vô ích. Tôi không thể chấp nhận một người dùng sự sống chết của tôi để nói đùa. Xin lỗi Victor, tôi không thể ở lại được. Lần này tôi thực sự phải đi. Buông ra. Anh tới làm gì? Nam Quang Hỷ, tôi muốn nói chuyện riêng với ông vài câu. Xe binh, cậu ra xe đỡ tôi đi. Xếp rác là nhân viên công lực, anh không làm bậy đâu. Xếp rác, lặn lộ đường xa tới đây. Nếu anh chỉ muốn tới giếng vợ của tôi rất cảm ơn anh. Còn nếu anh có chuyện khác cần bàn, tôi nghĩ hoàn cảnh ở đây không thích hợp cho lắm. Nếu liên quan tới thân phận thật sự của ông thì sao? Nếu vợ ông không biết, tôi có thể nói luôn cho cô ấy biết. Tôi không hiểu ý của anh cho lắm. Theo tôi về CAB nói đi. Xem ra tôi đã giao điện thoại của cậu Lạc cho anh rồi, giúp anh moi hết đám miếng chất ra. Anh không trao bằng khen công dân tốt cho tôi thì thôi, bây giờ anh còn bắt công dân tốt như tôi nữa sao? Lãnh đạo Phúc Hòa Đàm Hoa Khỉ, thân phận thực sự còn lại đó là một cảnh sát, còn là một nội gián. Cho dù ông không có nhận, tôi cũng phải bắt ông. Tôi đâu có chối cãi. Sao anh biết chuyện này? Trước khi Lạc Thiếu Phong chết, ta gửi nhật ký của cậu ta cho tôi. Bây giờ là 7:10 sáng. Mấy tiếng nữa Hứa Khải Phát sẽ bí mật tiếp xúc với Nguyễn Đức Tính. Mau nhận nội gián bấy lâu. Lần này chính là thực hiện trách nhiệm của một nội gián. Nói một chuyện rất quan trọng cho sếp Trác biết. Bí mật đó nói ra thì không còn là bí mật nữa. Lạc Thiếu Phong làm như vậy không phải kêu tôi đối phó với ông. Cậu ta quan tâm ông, cậu ta muốn ông quay trở lại. Tôi cũng đã điều tra, nếu như không sai, có lẽ ông là nội gián của Trình Thiên Minh. Xếp Trình, mấy năm trước xếp Trình phá mấy vụ án lớn của Trường Hưng, sau lưng chắc chắn là do ông cung cấp tin cho xếp Trình. Tôi nhìn phản ứng của ông, có lẽ tôi đoán không sai. Coi như anh đoán trúng hết.
tôi là nội gián của sếp Trịnh. Tôi xóa hết hồ sơ của tôi. Vậy thì sao chứ? Anh có chứng cứ thì bắt tôi đi. Tôi có thể bắt ông về từ từ điều tra. Sếp Trác, tôi biết anh là một cảnh sát tốt. Anh làm tất cả mọi chuyện đều theo đúng trình tự. Nếu anh có chứng cứ, anh sẽ không nói nhiều chuyện với tôi, khuyên tôi quay trở về. Làm cảnh sát nhiều khi cũng có nhiều ràng buộc lắm, cho nên tôi chọn đi con đường hiện giờ của tôi. Chúng ta tiếp tục nói cũng chỉ phí thời gian của chúng ta thôi. Đợi khi anh có chứng cứ rồi mới tới tìm tôi. Tôi còn nhiều việc phải làm ngay. Tôi đi trước nè. Trả thù thật sự quan trọng tới như vậy sao? Đúng vậy. Hôm nay tôi tới đây để nhắc nhở bản thân tôi nhớ chuyện này. Không nói không biết, hiện giờ ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt có nhiều bộ phim truyền hình mới nhất để kỷ niệm đài TVB như Bác sĩ Nhi Khoa và Hoang Đổi Trong Tướng, và đồng bộ các phim tập để bạn xem miễn phí. Không chỉ xem trên YouTube mà có thể tải xuống ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt ngay bây giờ. Càng xem nhiều càng thích thú.